mời mua kẹo nhưng khách từ chối, bé bán hàng rong có hành động khiến cặp vợ chồng ngao ngán. Theo chủ video chia sẻ thì vợ chồng anh đi vào một quán ăn ven đường để ăn tối, thì một bé gái tuổi chừng 5 cho đến 7 đến mời cặp đôi mua kẹo. Tuy nhiên, sau khi cầm gói kẹo và thấy nó là một hiệu khá lạ nên người chồng đã quyết định trả lại. Lúc này, thay vì vui vẻ rời đi thì bé gái lại có hành động khó chịu như sau. Con mời cô chú đúng không? Cô chú không mua, cô chú trả con mời người khác. Chứ không phải là con mời mà cô không mua mà con bấm vậy là sao? Giấu gì tùm lum tùm la là sao con gái? Hành vi nhắc nhéo người xa lạ để ép buộc người khác phải mua hàng cho mình, hay có thể là bé đang tỏ thái độ khó chịu khi bị từ chối, đã khiến cặp vợ chồng này khá tức giận, ngay lập tức đuổi đứa trẻ không hiểu chuyện kia đi. Chú trả con nè, con mời người khác đi. Anh chồng còn bức xúc và thắc mắc không biết các em có bị chăn dắt, dạy dỗ để làm như vậy hay không. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã ngay lập tức để lại những trải nghiệm tương tự của mình như sau. Không phải đứa trẻ nào vất vả mưu sinh cũng đáng thương má ơi. Bữa thằng bé kia mời vé số, tao bận chăm con, chăm cháu nên không để ý. Chồng tao bảo không mua mà nó không chịu đi, cái tao quay ra nói không mua, cái thằng nhỏ chửi tao luôn. Đây em bị rồi nè, không mua, cái nó phun nước bọt vào người em. Bữa uống cà phê gặp thằng nhóc bán vé số, mình nói mua rồi không mua nữa mà nó cứ đứng sát cà cà vào mình, nhìn chằm chằm vào điện thoại rất khó chịu. Cái mình mua cho nó 2 tờ rồi cho nó đi, mà đưa 200 ngàn, nó nói không có tiền thối, mua hết mới có tiền thối. Mình bực mình rồi đi đổi đưa cho nó 50 ngàn, nó lấy 50 ngàn rồi bỏ 5 tờ vé số lên người mình rồi đi ra lấy xe đạp. Cảm giác rất bực mình nên kêu lại trả luôn. Đúng vậy, không phải con nít nào cũng đáng yêu. Nhiều bé cũng mưu sinh nhưng rất lễ phép, cũng có nhiều bé rất côn đồ. Còn bạn nghĩ như thế nào về hành động của bé gái trong video này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết thôi nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.